Hello anh em, hello mọi người nhá. Đây video test nước thùng rượu này. Đang ngâm nước. Alo 100 200 lít. Sắp ok rồi, mình gửi cho khách thôi. Mọi người ai có cần tư vấn gì thì cứ liên hệ với mình theo số hotline trên cái fanpage này của mình nhá, hoặc truy cập website của mình nhá. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye.